Hello cả nhà ơi, hôm nay em lên các mẫu quạt cả nhà nhá. Em sẽ để giá và mẫu, em sẽ để mẫu, em sẽ để mã số và giá tiền luôn cho các anh chị tiện theo dõi nhá. Cái em mã 02 này giá 950 các anh chị nhá. Giá em báo là giá bao ship và em đã đổi nguồn luôn ạ. Các anh chị số lượng quạt có hạn nên là cả nhà xem được thì liên hệ lại giúp em ngay nhá. Tránh cái tình trạng là mình thích nhưng mà mình vẫn còn chần chừ thì đến lúc hỏi lại lần thứ hai thì sẽ không còn đâu ạ. Một em quạt của Nationa, quạt để bàn các anh chị nhá. Cánh này là cánh 30 cả nhà. Đây ạ, em sẽ sang mẫu khác. Đây, một em quạt gang sắt. Đế này là đế gỗ các anh chị nhá. Đây ạ, quạt của Toshiba. Quạt này mã 18. Quạt này mã 18 giá 1.900.000 ạ. Giá đã bao ship bao nguồn các anh chị nhá. Các anh chị ưng mẫu nào thì em sẽ test và gửi video riêng của từng mẫu quạt. Còn bây giờ em chỉ lên mẫu chung thôi các anh chị nhá. Đây cả nhà ơi, em sẽ qua mẫu này. Mẫu này mẫu 18, giá 1.900.000 các anh chị nhá. Một em quạt lửng ạ. Một em quạt lửng của Hitachi. Thân này là thân cái này là đế gỗ cả nhà nhá, có hai cái đồng hồ ở đây ạ. Em này là mã, em này em xem nào, em này là mã 13, giá 2.300.000 các anh chị nhá. Mã 13 giá 2.300.000 ạ. Rồi em sẽ qua mã luôn. Một chiếc quạt đế sắt. Đấy, quạt này là quạt đế sắt các anh chị nhá. Quạt này mã 15 giá 2.200.000 ạ. Quạt này mã 15 giá 2.200.000. Quạt có electric fan. Cái này là quạt lửng các anh chị nhá. Cái này là quạt lửng ạ. Em chỉ quay nhanh thôi. Rồi bác nào chốt cây nào thì lên thì em sẽ quay cụ thể hơn cả nhà nhá. Mã 15 2.200.000 quạt lửng của electric fan. Em qua mẫu ạ. Cái này là mã 10. 1.100.000 các anh chị nhá. Đây em sẽ dán mã lên đây cho cả nhà theo dõi cho dễ. Quạt của Toshiba. Đây là quạt của Toshiba các anh chị nhá. Đây ạ. Mã 10 giá 1.100.000, giá em đã bao ship và bao nguồn các anh chị nhá. Bao ship bao nguồn ạ. Cả nhà ơi, em sẽ lên mẫu nhanh thôi. Tại vì nó cũng nhiều. Mã 01. Mã 01 giá 1.200.000. Một cây quạt lửng của Toshiba màu xanh rất là đẹp ở nhà nhá. Quạt này là quạt 4 cánh các anh chị nhá. Quạt 4 cánh ạ. Em đã đổi nguồn rồi cả nhà nhá. Mã 08. Mã 08 một em quạt của Hitachi giá 1.200.000 ạ. Hai em này đều giá 1.200.000 các bác nhá. Em màu xanh lá là mã 01 của Toshiba. Còn là em màu... em mã 08 là của Hitachi các bác nhá. Hai em này là đều là giá 1.200.000 bao ship bao nguồn cả nhà nhá. Hai mẫu quạt lửng ạ. Mã 09 đây ạ. Mã 09 giá 1.250.000. Một em quạt lửng các bác nhá. Một em quạt lửng. Một em quạt lửng 1.250.000 của Toshiba cả nhà nhá. Ở bên các bác thấy cái nốt ở bên kia là cái nốt nhấn để cho quạt nó lên đấy ạ. Mình không cần phải vặn đâu. Em này rất là đẹp luôn cả nhà nhá. 1.250.000 thôi. Bao ship bao nguồn ạ. Em quạt, em sẽ lên mã 03. Quạt này 850.000 các bác nhá. Bác có nhìn bị chói sáng không? Mã 03 850.000 ạ. Mã 03 850.000. Một em quạt màu hồng. Rất là đẹp ở nhà. Em này của hãng Sanzo các bác nhá. Em này là quạt để bàn. Em này là quạt để bàn cả nhà. Đây ạ. Em này là quạt để bàn. Em sẽ lên thêm mẫu nào. Một chiếc quạt để bàn. Mã 11 giá 1.900.000 ạ. Em này 4 cánh. Em này rất là đẹp luôn cả nhà ơi.
Các bác thích cái mẫu nào thì liên hệ em nhé. Hôm nay em chỉ lên tầng này mẫu thôi, còn bác nào có yêu cầu như thế nào thì em sẽ lên mẫu cho các bác xem luôn, theo dõi luôn ạ. Giá em đã báo là giá bao ship và bao nguồn luôn cả nhà nhé. Cảm ơn tất cả mọi người ạ. Các bác cho em xin một nốt like, một nốt đăng ký kênh để em lên các mẫu sản phẩm mới nhất để cho cả nhà tiện cập nhật cả nhà nhé. Cảm ơn tất cả mọi người ạ.